Hello mọi người. Sorry mọi người, mới tập xong mệt quá. Và đây chính là đồng phục trang phục của mình chiều nay mình thi. Tất cả mọi thứ đều thuê trừ hai thứ. Đôi giày của tôi. Đôi giày nó không có đẹp nhưng mà nó là đế cao su để nhảy nó không có bị trơn đó mọi người. Chứ mình tính băng bút á, nhưng mà băng bút nó sẽ bị trơn. Còn cái này là cái này tôi tự chế là mọi người biết rồi ha. Đây mọi người nhìn xung quanh đi. Nhảy xong là nó vậy nè. Thì hôm nay sẽ là vòng bán kết. Mình sẽ nhảy bài bo xì bo. Cái theme của cái bài này á, nó là màu jean, màu xanh. Mà kiếm cái váy jean quá khó. Kiếm cái váy jean á, mọi người tôi kiếm được. Nhưng mà lúc mà nhảy á, nó bị tóc lên nhiều quá mà nó không có xuống lẹ. Cho nên nhìn nó thô lắm. Trong khi trong bài tôi có rất là nhiều động tác gọi là chơi nổi mọi người. Chơi nổi, lộn, búng chân. Đó, lát nữa tôi tập cho mọi người coi nha. Xong rồi cuối cùng á, tôi kiếm được cái áo này rất là khó khăn luôn. Cái áo này mà cuối cùng cái áo này nó lại không hợp với lại váy jean. Xong cuối cùng tôi thuê cái váy này luôn. Cuối cùng may quá nó hợp nè. Nó hợp nè. Xong rồi cái dây này là cái đặc biệt rồi mọi người. Chính vì cái dây này cho nên là mình phải nghĩ một cái áo rất tốt hơn. Chứ không có cái áo jean nào mà nó có thể gọi là mỏng mà nó ôm để mình có thể đeo được cái dây này hết. Và cái tông của mình sẽ là tông màu xanh trắng thôi. Dưới da thì cái vớ có lông là cũng mua luôn nha. Mua. Cái dòng thi này á là cái dòng thi sẽ có bình chọn của khán giả để được chọn cái tiết mục yêu thích nhất. Cho nên mọi người ơi, vô trong kênh YouTube á, mọi người like cho tôi là được, chỉ cần like là được rồi mọi người. Thì mục tiêu của tôi chỉ là vô được chung kết thôi. Còn không quan trọng giải gì, tại vì 10 đội vô chung kết lận. Chỉ cần vô chung kết là vui rồi. Giờ tôi tập cho mọi người coi mấy cái động tác mà trong bài này của tôi nó có nha. Mấy cái động tác khó á, mấy cái động tác gọi là trời ơi đất hỡi mọi người. Thứ nhất là mới vô là tôi đã phải lộn rồi. Tôi ngồi vậy nè mọi người. Tôi sẽ ngồi như này. Tôi sẽ buông ra ha. Xong bắt đầu vô một cái là phải ghi ngợp cho ban giám khảo liền. Thì mình sẽ lộn. Lên xuống. Lót. Xoay đầu. Dút chân. Rồi lên. Đó. Mọi người thấy không? Mà cái váy jean nó sẽ bị không có chồi lên nhanh á. Không có tuột xuống lẹ được. Cho nên là phải mặc váy này cho nó rủ xuống nhanh. Tiếp theo là động tác múa lân. Động tác này mới khó nè. Mình sẽ có cái động tác là mình đi xuống vậy. Sau đó mình sẽ chống tay, mình sẽ đứng lên. Đó, quét trở lại lên. Mình rủ xuống, xoài. Ngoài ra thì có cái này là một cái thủ thuật thôi. Mà tôi sợ là nó sẽ hơi gặp vấn đề, mà tôi sẽ cố gắng làm cho nó mượt nhất có thể. Cái khăn này á mọi người. Cái khăn này là mình sẽ cột đầu ha. Xong rồi mình có một cái động tác là mình sẽ cúc dạo á. Mình sẽ đi vừa cởi khăn. Xong rồi qua và buông khăn vô. Rồi xong tôi vô cái mới. Thì tôi sợ là tôi tháo cái khăn nó không có mượt á mọi người. Ok, nói chung là có clip quay chính thức công khai trên link. Thì mọi người nhớ vô ủng hộ tôi nha. Nhớ like nha, tôi tập luyện cực lắm luôn á mọi người. Chỉ được vô chung kết là được rồi.